Chào anh chị em bà con mình nha. Thì mấy hôm nay em cũng lu bu quá rồi, không đi đám tiệc quá trời luôn rồi, không có quay clip bình thường. Có nhiều anh em bảo sao không có bị con dây lên cho anh em nhìn. Thì hôm nay em mới chỉnh xong, nó bị cái vô lăng á, chứ nó bị cái mặt đạn ở mặt đạn cái lốc lạnh với cái bị cái vô lăng nó bị lệch. Em mới vừa chỉnh xong thì ông anh em mới vừa giao á. Thì em này là cái nỉ luôn nha anh chị nha. Bữa cũng có quay chi tiết thông báo rồi đó. Thì em này mình bán 128 à. Có thể nói là em dây này là mình bán một cái giá là rẻ nhất từ trước tới giờ em bán luôn nha. Em nhậu về em xỉn quá trời luôn, gán ra em quay, có nhiều anh em nói điện quá em quay. Thì em dây này á, là biển số Tiền Giang, ngay chủ xe đẹp nha anh chị nha. Mua về là anh chị việc đi thôi. Nói chung em cũng đã làm hết rồi. Xe này thì có lóc cửa đó, anh chị không, em bóp vô là lóc cửa từ xa đầy đủ hết luôn. Form dáng đẹp, dòng này thì đi nó không có bệnh giặt và cái thời nó không có lỗi, tại vì nó hết thời để lỗi rồi. Nói vui thôi. Thì cái em này thì nói chung thì form dáng nó cũng tương đối là đẹp đó. Thay vì anh em mà mua con Jolly này em bán cũng đã 85 triệu rồi, Jolly 201. Nó là xăng cơ, nhưng mà bù lại anh chị em mua em này là xe GL gia đình phun xăng điện tử, và cái hệ thống ở trong xe nó rất là chuẩn luôn. Dòng Toyota thì tất nhiên nó chạy phải sướng hơn những cái dòng Mitsubishi rồi đó, thì giá thành nó cũng cao hơn, thì cái nào cũng vậy, tiền nào của nấy, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì anh chị em thấy được thì cứ nhắc máy alo cho Nguyễn Thịnh mình. Thì em xe này em bán một cái giá cực kỳ hấp dẫn với anh chị luôn, 128 em còn bớt chút đỉnh cho anh chị em mình luôn, cứ bớt chút đỉnh nha. Anh chị em thấy được hợp lý hợp nhãn thì cứ nhắc máy alo cho em. Em này nước sơn zin vẫn còn luôn nha anh chị nha. Xe nghe chủ, em này thì cũng nghe chủ Jolly. Jolly này em đang giảm giá, em bán 85 triệu à. Thì em cũng có quay chi tiết trên YouTube à, anh chị vào ô tô Nguyễn Thịnh Bến Tre để xem nha. Còn có nhiều anh em bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi em những xe cỏ như Nguyễn Thịnh á, với những em xe lớn á, như ví dụ mua vậy thì có đồ sửa hay không. Thì em cũng xin phép nói với anh chị luôn, nếu mà anh chị đã có tiền mua xe thì sẽ có tiền sửa đúng không? Đó, đồ sửa không quan trọng, quan trọng là anh em có biết cái chỗ sửa uy tín hay không. Tại vì nhiều khi cái người ta nói với mình, người ta sửa với mình, người ta nói là xe này không có đồ sửa anh ơi. Đó, ở xe này sửa phải đặt đồ mắc tiền lắm, thật sự không phải đâu. Người ta dễ anh chị á, họ dễ nha. Còn anh chị em nào mua xe bên em không có đồ sửa cứ alo Nguyễn Thịnh, em mua đồ sửa cho anh chị luôn. Cái gì cũng có hết, quan trọng anh chị có tiền và anh chị biết cái chỗ sửa uy tín và biết cái chỗ anh chị mua uy tín hay không thôi. Đó, cái gì mà không có đồ, quan trọng là mua đúng chỗ hay không thôi. Nhiều khi anh chị ở trong vườn á, người ta mua, ví dụ ở trong vườn anh chị mua xe về, anh chị ra huyện có một cái người sửa, người ta làm giá, người ta làm eo, người ta dễ anh chị nha. Còn anh chị ở thành phố, anh chị ở Bến Tre, ở trung tâm đi, rất là nhiều chỗ sửa, mấy chục chỗ sửa thì không có chỗ nào mà vậy đâu. Đó, người ta cạnh tranh nào người ta sửa, cái gì người ta nói ừ có. Còn ở chỗ mà có một chỗ rồi người ta nói ừ không có, người ta làm giá anh chị, để anh chị đánh vào tâm lý để người ta mua đồ về, người ta sửa mắc tiền chút, người ta lời nhiều một tí đấy. Đó là tâm lý sửa xe những người làm ăn gian lận, còn người ta làm đàng hoàng trả làm vậy đâu. Xe thì những em xe em để ngoài đây là những em xe thường thường thôi nha anh chị nha. Còn em xe lớn thì em để trong nhà và anh để bãi dưới. Anh chị em nào thấy xem được, em nào cứ nhắc máy alo mình, giá bên mình bán vài chục triệu rồi, có ô tô đi rồi vài chục, mắc hơn tí xíu, trăm mấy, 200-300 rất là nhiều. Innova thì em này em bán Innova G nè, đăng G em bán em này có 182 triệu thôi. Còn Innova G thì mấy 230-240 G, em còn 209-207 nha. Đó, cũng còn nhiều dòng lắm, anh chị em nào xem được thì cứ alo số điện thoại. Em cảm ơn anh chị em nhiều, chúc anh chị em buổi chiều xem clip gặp nhiều may mắn và gặp nhiều sức khỏe trong công việc nha. Cảm ơn anh em ạ.